phải xin lỗi tất cả quý vị là đã không phục vụ kịp trong cái thời gian vừa qua bằng cái việc ra video cũng như là những cái thông tin mà trả lời kịp thời cho quý cô bác anh chị được. Vì thực sự mà nói thì một mình cá nhân tôi không thể phục vụ được rất nhiều cộng đồng. Đây là một cái điều mà còn thiếu sót và tôi xin thành thật xin lỗi những quý vị nào đã quan tâm, đã yêu mến tôi và tôi chưa phục vụ được các bất động sản trong năm vừa qua. Và hiện tại tôi đang đứng ở cái trục vành đai 3.5 và cách phía tay tôi chỉ đây chỉ còn vài trăm mét nữa là đoạn đấu nối giữa đại lộ Thăng Long, vòng xoay đại lộ Thăng Long qua bên đường Lê Trọng Tấn kết nối về khu Hà Đông. Còn phía đằng trước tôi đây là chính là con đường vành đai 3.5 chạy thẳng ra cái khu đô thị Hirone Royal Park, Kim Trung Di Trạch, Đại học Công nghiệp đấy ạ. Và con đường này hiện tại thì đã lưu thông được từ điểm này đến khu đô thị Hirone Royal Park rồi. Và lát nữa thì quý vị cùng xem tôi sẽ quay cái con đường này tôi đi từ đây đến khu đô thị đấy mất khoảng thời gian bao lâu và trên tuyến đường đi thì đã hoàn thành đến đâu rồi. Thì quay trở lại, quý vị biết đấy là thời gian đầu năm nay thì giá đất không biết ở nơi quý vị như nào, nhưng mà các trục phía Tây Hà Nội này thì các căn nhà biệt thự liền kề, nhà vườn với mức giá giao dịch từ khoảng 20 tỷ trở về đang rất là hút các nhà đầu tư. Lý do như nào thì quý vị cũng tìm hiểu và biết rồi, và tôi chia sẻ rất nhiều trên kênh video rồi. Ngay phía đằng sau đây là khu đô thị Spenora Bắc An Khánh, bây giờ đổi tên là Mai Lan. Còn phía đằng trước này đó chính là khu Vườn Cam và khu An Lạc Sempuri. Các khu đô thị mà tập trung bám vào cái vành đai 3.5 này, tôi cho rằng tại thời điểm đây là cái thời điểm mà có thể thanh lọc lựa chọn được cái bất động sản để đầu tư. Bây giờ thì có thể đầu tư trong ngắn hạn, trong vòng 6 tháng đến 1 năm, khi những cái sóng về hạ tầng, sóng về đường Lê Quang Đạo, rồi sóng về đường 3.5, rồi một số những cái chính sách trong thời gian tới nữa, thì đây là những cái thời điểm mà quý vị có thể chọn lọc để đi đầu tư cái thời điểm này. Tuy nhiên không phải vì cái tâm lý mà cứ mua ào ào, đầu tư ào ào có thể là lại dính được vào những cái cạm bẫy như những cái thời gian trước qua mà rất nhiều quý vị đã chia sẻ cùng với tôi. Sau đây xin mời quý vị và bạn cùng tôi đi khảo sát cái tuyến vành đai 3.5 này dọc từ đại lộ Thăng Long đây đi đến khu đô thị Kim Trung Di Trạch Hirone Royal Park nhé. Và rất nhiều những cái thông tin về bất động sản thời điểm này quý vị có thể cập nhật ở trên kênh YouTube Thọ Lạc Con Len. Và nếu câu hỏi gì thì quý vị cứ đặt câu hỏi xuống bên dưới mỗi video, có thời gian tôi chắc trả lời tất cả quý vị và bạn. Và những gì tôi chưa trả lời kịp thì cũng thành thật là xin lỗi. Và quý vị nào nếu mà cần khẩn trương thì có thể gọi điện cho tôi theo số máy để tránh mất thời gian chờ đợi những cái tin nhắn mà tôi có thể trả lời được comment kịp nhé. Số điện thoại của tôi vẫn là 0913798558. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi lên vành đai 3.5 và đi về quốc lộ 32, khu đô thị Kim Trung Trạch, Hirone Royal Park nhé. Vâng, xin mời quý vị cùng theo tôi. Ok, let's go. Và tôi cũng đo luôn cái thời lượng di chuyển từ đại lộ Thăng Long này đến khu đô thị Hirone Royal Park, Kim Trung Trạch hết bao nhiêu thời gian nhé. Bây giờ là 7 giờ 40 phút. Về hạ tầng thì đoạn đấu nối gần đại lộ Thăng Long này, khu An Lạc Simoni và khu Vườn Cam này thì hai bên quý vị thấy đây đã thảm nhựa rồi, cây xanh, vỉa hè, cây xanh là cũng cây xanh to đấy quý vị ạ, cây xanh thì đường kính phi cũng khoảng 30 đã trồng rồi. Bên An Lạc thì quá đẹp rồi, bên An Lạc một cái quần thể nho nhỏ nhưng mà tôi cho rằng là quản lý vận hành đến cái thời điểm hiện tại này cũng rất là sạch sẽ, mặc dù vẫn còn đang xây dựng những cái tòa chung cư cao tầng phía bên trong. Và cái mẫu nhà xây ở An Lạc này cá nhân tôi đánh giá khá là thích, mặc dù nó thấp thôi nhưng mà cái công năng nó đủ sử dụng và nhìn một cái căn nhà rất là sang. Đấy, nếu như đoạn nào mà cũng làm 3.5, đoạn nào cũng làm hoàn thành như này rồi thì tôi nghĩ rằng di chuyển từ Hà Đông, từ trung tâm thương mại Ê Môn mà sang bên khu đô thị Kim Trung Hay Trạch cũng chỉ mất đâu đó khoảng 10 phút thôi, rất thuận tiện quý vị ạ. Những tháng đầu năm 2024 này thì cái đất dịch vụ tại những khu vực như Vân Canh trước mắt quý vị thấy đây cũng đã giao dịch từ khoảng 80 triệu đến 120 triệu trên một mét đất dịch vụ rồi. Thực sự mà nói thì cái nhu cầu tìm mua bất động sản từ khi ra Tết, từ hôm mùng 4 Tết đến giờ nó quá nhiều, nó quá đông. Và tôi cũng luôn nhắc quý vị và bạn là cái tâm lý
đi mua bất động sản, đi đầu tư, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái giá của bất động sản, nên đôi khi là quý vị cũng phải phân tích kỹ giữa cái tình trạng bất động sản sốt nóng như này thì không phải cái bất động sản nào cũng có thể đầu tư được. Tuy nhiên rồi, quý vị đầu tư 5 năm, 7 năm, 10 năm thì chẳng bất động sản nào là không lãi cả. Nhưng quan trọng là cái việc tối ưu trong những cái thời điểm như thế này, nhân lợi nhuận trong thời điểm như thế này, thì quý vị phải chọn lọc rất kỹ. Vâng, bên phía tay trái quý vị và bạn là chính là khu đô thị Vườn Cam. Và cập nhật nhanh cho quý vị là cái giá của cái mặt biệt thự song lập, cái mặt trục vành đai 3.5 thời điểm hiện tại này thì đang giao dịch ở mức là 140 triệu đến 200 triệu trên 1 mét vuông với cái mặt trục bám đường này rồi. Còn phía bên trong thì đang giao dịch ở mức 70 triệu đến 110 triệu là phía bên trong nội khu, trừ những vị trí như mặt hồ thì lại có giá rất đặc biệt. Ở phía bên tay phải quý vị đã nhìn thấy chính là khu đất dịch vụ Vân Canh. Và khu này, những căn lô đất đẹp ở đây cũng đã giao dịch từ mức 90 triệu đến 110 triệu trên 1 mét vuông rồi. Ở khu thị Vườn Cam này thì cũng có lác đác một vài nhà đã về đây hoàn thiện để ở. Trong những video sau tôi sẽ quay trực tiếp ở bên trong khu đô thị để quý vị có thể hình dung ra những căn nhà trong đấy kiến trúc thiết kế như nào và cái mật độ xây dựng bao nhiêu, cũng như là cư dân đã về ở được bao nhiêu nhà rồi. Tôi sẽ đếm chi tiết cho quý vị để cập nhật. Hôm nay thì buổi sáng thời tiết nó hơi có sương mù nên quý vị thông cảm những cái video nó thức phim nó không được sáng. Đây, như đoạn này thì bên hai bên vỉa hè ốp lát hai bên thì chưa thấy có dấu hiệu thi công. Và đoạn này thì thi công trước kia rồi, thi công từ những cái thời điểm mà đang xây dựng cái khu đô thị Vườn Cam này. Ngay phía trước bắt quý vị đây là trước kia thì không đi được, bắt buộc phải là đi vòng sang bế phía tay phải. Nhưng bây giờ thì xe cao cao như xe của tôi này đều được đi qua một cách dễ dàng rồi. Bây giờ đang thi công cả ngày và tối cái việc chở đất, san lấp bồi đường ở khu vực này thì rất nhiều xe to người ta đi lại trong buổi tối. Thì nếu xe quý vị mà gầm thấp đấy thì cũng đi được nhưng mà lựa, đặc biệt là những lúc thời điểm mưa thì để ý những cái hố sâu ở những khu vực vị trí như thế này. Đoạn này thì chưa được thảm nhựa này. Đấy, mọi khi thì quý vị nhìn thấy là tôi phải đi vòng về bên bên tay phải. Đấy, chỗ hai mẹ con cái bạn đi xe máy này. Đấy, vòng bên tay phải xong bắt đầu đi vào khu đường phía trong trong làng đấy, xong mới vòng ra được. Còn bây giờ thì phía đằng trước đây. Đấy, quý vị nhìn thấy là máy xúc này. Máy xúc, máy cẩu ở khu vực này. Đấy, mình có thể băng qua đoạn này rồi. Trong thời gian tới mà kết nối được vành đai 3.5 này thì đi lại rất là thuận tiện. Cái trục từ Đại học Công nghiệp đến Hà Đông rất là gần. Đây, vật tư vật liệu đã xếp ở đây để thi công cái đoạn đường qua cống này. Đấy, những khu vực này mà quý vị mà xe thắt thì đi thì cũng lựa được thôi. Trời, hôm trời mưa đi thì nó khá là lầy. Mấy hôm nay thì đã xe lưu đã lưu thêm phẳng cả đoạn trên này rồi. Đấy, cái đường điện ở phía quý vị nhìn thấy đây thì không biết được sau này thì có được hạ ngầm xuống hay không. Mà nếu hạ ngầm xuống thì quá đẹp. Đấy, từ khi con đường 3.5 này thi công những đoạn như này thì giá đất ở các khu vực lân cận, đặc biệt là những cái khu vực tiếp giáp với 3.5 này, tăng lên vù vù quý vị. Tôi nghĩ đây cũng là những cái giá trị thực sự khi mà hạ tầng được kết nối thì cái việc giá đất tăng là đương nhiên rồi. Tuy nhiên nó tăng như thế nào thì câu hỏi mà quý vị cũng phải tìm hiểu kỹ trước khi đi đầu tư. Tăng lên 10%, 20% hay tăng lên nhân đôi trong một thời gian ngắn hạn thì cũng lại phải coi chừng.
Thì về cơ bản đoạn này thì quý vị đi ngon lành cành đào rồi nhé. Bất động sản này thì quý vị phải đi nhiều mới biết được, đi nhiều, xem nhiều, khảo sát thật kỹ, tự mình đánh giá cảm nhận cũng như là cập nhật thêm những cái thông tin từ những văn phòng bất động sản, các bạn môi giới bất động sản cũng như là các bác mà đã đầu tư trước rồi. Đấy, đầu tư trước rồi thì cái câu chuyện mà đôi khi người ta đầu tư 10 năm cũng chưa chắc đã bằng chúng ta đầu tư 1 đến 2 năm, vì là cái câu chuyện nó sai thời điểm. Sai thời điểm là cái vấn đề mà nỗi đau của nhiều nhà đầu tư nhất. Vâng, vậy là chúng ta đi mất khoảng bao nhiêu phút rồi? Nãy là chúng ta đi từ phút thứ 7:40 đúng không ạ? Bây giờ là 7:48 phút. Và đây đã chính là cái cổng của khu đô thị Hirono Royal Park. Vậy chúng ta mất 8 phút di chuyển từ đại lộ Thăng Long, Vinhome Smart City sang đến Hirono Royal Park, Kim Trung Duyên Trạch, là mất 8 phút với cái cung đường di chuyển còn đang thi công như thế này. Vậy quý vị nghĩ xem, nếu mà khi con đường này nó được hoàn thành thì di chuyển chắc chỉ mất bao nhiêu? Tôi nghĩ rằng khoảng 5-10 phút thôi. Tuy nhiên lúc bây giờ thì lượng xe sẽ đông hơn. Đây chính là phòng bán hàng của cái dự án Hirono Royal Park mà hiện tại thì các bạn sale đang bán rất tập trung, các căn hộ chung cư đang mở bán tại cái khu đô thị này. Giá chung cư đang giao dịch từ mức 45 triệu đến hơn 50 triệu trên 1 mét vuông tại thời điểm hiện tại. Và đây là toàn bộ cái khu đô thị Hirono Royal Park Kim Trung Duy Trạch với diện tích là gần 150 hectare và nó có khoảng gần 3.000 căn nhà thấp tầng ở đây, chủ yếu là biệt thự, liền kề và shop house. Nếu quý vị đã theo dõi trên kênh YouTube Thọ La Cô Len thì tôi đã cập nhật rất nhiều những cái thông tin về khu đô thị này cũng như là tiến độ trong mỗi một thời điểm. Và thời điểm hiện tại thì tôi đã cập nhật nhiều hơn để cho quý cô bác anh chị nắm được những cái thông tin tại khu đô thị này, cũng như là các giá mua, giá bán, các thị trường giao dịch ở đây. Hiện tại thì chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây, nhưng mà xây với cái tiến độ có thể nói là túc tắc thời điểm hiện tại. Còn những cái phân khu phía trước mắt quý vị nhìn thấy đây, đó là những cái phân khu mà đã bàn giao nhà rồi, và những dãy thì đang trong quá trình chuẩn bị để bàn giao. Biệt thự ở đây thì cũng chỉ là đang xây một vài những cái block, chưa có block nào biệt thự hoàn chỉnh cả. Đấy, quý vị hình dung thấy cái mẫu xây ở đây thì nó, tôi cho rằng nó đẹp hơn ở cái khu đô thị Galesco Lê Trọng Tấn. Kiến trúc xây đẹp hơn, mẫu nhà xây 5 tầng và nhìn cái nhà nó sẽ sang hơn là cái nhà ở bên Galesco Lê Trọng Tấn. Đây là những cái dãy nhà mà đã chủ tư đã bàn giao cho cư dân rồi, bây giờ về đã có cư dân về đây ở rồi, kinh doanh làm văn phòng, cho thuê, khai thác dòng tiền cho thuê từ những căn hộ dịch vụ ở đây. Rất nhiều những bạn đã set up những cái căn liền kề này thành 8 phòng, 10 phòng để cho thuê lấy cái dòng tiền. Đây cũng là một cái xu hướng mà nó phục vụ cái nhu cầu thiết thực của thị trường. Đấy, quý vị hình dung những căn nhà shop house nó xây dựng ở đây, liền kề rất là đẹp. Xây dựng 5 tầng và diện tích của những căn shop house ở đây thì trung bình nó từ 95m² đến 115m². Thời điểm hiện tại cũng cập nhật nhanh cho quý bác anh chị tham khảo ngay, thì ở những cái mặt đường trục đường 30m như này thì những căn nhà bây giờ đang giao dịch từ khoảng 14 tỷ đến 16 tỷ một căn ở những cái vị trí như thế này. Còn mặt đường trong, mặt đường nhỏ hơn thì đang giao dịch ở mức 10 tỷ đến 12 tỷ một căn. Lượng hàng bán ra ở đây không có nhiều, đa phần là những căn nhà bán để chuyển đổi, hoặc của những anh em đầu tư, những đội đầu tư họ mua đi bán lại ở khu vực này. Và giá ở khu vực này cá nhân tôi cho rằng thời điểm hiện tại vẫn là cái thời điểm mà quý vị có thể đi đầu tư tại những khu thị như thế này, thì mức giá mới đang dục dịch tăng thôi, mới đang dục dịch tăng.
và có nhiều cái lý do mà tôi cho rằng trong thời gian tới nữa, quý vị cứ theo dõi kênh của tôi đi, thì quý vị lại cập nhật được cái giá ở khu đô thị này mỗi một thời điểm. Tôi sẽ cập nhật theo quý hoặc là theo tháng cho quý vị biết được những cái thông tin nào nó sẽ tác động đến các giá trị bất động sản đây. Đầu cơ, đầu tư hay mua ở, hay là cái việc khan hiếm các bất động sản thấp tầng, nó làm cho cái giá trị bất động sản ở đây cũng như cái nhu cầu mua càng ngày nhiều hơn và đẩy giá lên. Vậy là so với khu đô thị Galesanco Lê Trọng Tấn thì tại khu đô thị Kim Trung Duy Trạch này, cái mức giá đang mềm hơn rất nhiều. Và đây vẫn là những cái cơ hội mà quý cô bác anh chị có thể tham khảo, tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư. Tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư thì đây vẫn là cơ hội. So với bên Galesanco Lê Trọng Tấn, ở mức giá trung bình như cái mặt đường to thì đã khoảng 150 đến 200 triệu trên mét vuông rồi. Còn đây những cái vị trí mà quý vị nhìn thấy như thế này, đây là những cái vị trí mà tôi cho rằng sau này nó là vô cùng giá trị luôn đấy. Ở phía đằng trước quý vị đây chính là hồ rồi. Đây chính là hồ 6 hecta. So với một năm trước đây thì những khu vực như này quý vị đến đều không có ánh điện đâu, không có đèn đâu. Nhưng bây giờ buổi tối ở đây thì điện đã sáng rồi và cư dân thể dục mọi thứ ở đây đã rất là đông vui rồi. Sự thay đổi của đô thị này tôi cho rằng nó thay đổi theo nửa năm đến một năm tiếp theo nữa sẽ có rất nhiều những cái điều tuyệt vời diễn ra ở đây, đặc biệt là những cái giá của những căn nhà quý vị nhìn thấy đây. Sau một năm nữa liệu rằng nó còn những căn nhà 10 tỷ 100 mét vuông như bây giờ hay không, và nó đã lên đến mức giá bao nhiêu tiền, thì quý vị sẽ xem lại những video ngày hôm nay tôi quay, và một năm tiếp theo thì tôi lại tiếp tục cập nhật để quý vị so sánh được những cái mốc thời gian cũng như là cái giá bất động sản nó sẽ dịch chuyển như thế nào so với cái việc mất giá của đồng tiền này, so với cái việc lạm phát này, so với cái việc hạ tầng cơ sở, rồi rất nhiều cái yếu tố khác. Đây quan sát của tôi thì thấy này, lượng công nhân làm ở đây sẽ không có nhiều. Đấy. Không nhiều. Nhưng về đô thị thì bắt đầu thấy sạch hơn rồi, đẹp hơn rồi. Có lẽ những cái quỹ căn biệt thự VIP nhất ở cái vòng xoay mặt hồ này thì có lẽ được chủ đầu tư sẽ xây dựng sau cùng. Tôi cho rằng như vậy, khi mà đã phủ được những cái căn liền kề đã được bán đi và cái lượng dân sẽ về đây một phần nào đó, thì chủ tư sẽ tiếp tục xây những cái phần ở phía trong này để bán một mức giá cao hoặc rất cao. Tôi nghĩ rằng 200 triệu nếu khi mở bán thời điểm này sẽ có những nhà đầu tư, nhưng mà nếu mà lùi lại một thời gian nữa để mà chủ tư xây, khi mà mặt ngoài kia những căn liền kề đã dâng lên mức khoảng 150 đến 170, 80 triệu trên mét vuông, thì những căn biệt thự ở đây có lẽ rằng nó sẽ cán mốc đến khoảng 300 triệu, 400 triệu ở những cái vị trí mà khan hiếm và ít như thế này. Ok. Vâng, quý vị đánh giá thế nào về các bất động sản tại phía Tây Hà Nội, đặc biệt là bám theo cái trục đường vành đai 3.5 này, và các bất động sản tại khu đô thị Hidone Royal Park Kim Trung Duy Trạch này với cái mức giá giao dịch vẫn còn đâu đó khoảng 10 tỷ một căn cho những cái vị trí phía đằng sau tôi đây. Và con đường trước mặt tôi đây là con đường 24m đi thẳng ra đây là hồ, đây là hồ điều hòa. Một cái vị trí như thế này quý vị có đầu tư hay không trong thời điểm tiếp theo, khi mà hạ tầng vành đai 3.5 được kết nối cũng như là các tiện ích của khu đô thị này. Hãy để lại bình luận xuống bên dưới video nhé. Và nếu thông tin này phù hợp với ai đó để mua những căn nhà ở đây để ở, để đầu tư, thì hãy chia sẻ cái video này cho họ để họ tham khảo thêm thông tin ở trên kênh YouTube nhé. Và quý vị nào lần đầu tiên biết đến kênh YouTube Thọ La Cô Đen thì hãy ấn vào nút đăng ký để liên tục cập nhật những thông tin về khu đô thị này. Xin chào và hẹn gặp lại.